Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Antia Studio. Có lẽ các bạn đã biết, hiện nay loa di động hay là loa Bluetooth đang dần là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy vậy, đa phần chúng lại mang tính định hướng, nghĩa là chỉ phát âm thanh tốt nhất ở một vị trí cụ thể. Và để giải quyết vấn đề này, thì các nhà sản xuất loa đã cho ra đời công nghệ âm thanh 360 độ, giúp âm thanh phát đều ra mọi hướng. Và hôm nay thì mình có ở đây hai chiếc loa là Mosolink Revo và Revo Plus, đều là hai sản phẩm tiêu biểu cho dòng loa 360 độ phong cách hiện đại, cũng như là mang đầy đủ các công nghệ của Bose. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cùng mình review chi tiết em nó nhé. Nếu bạn đã từng yêu từ cái nhìn đầu tiên thì có lẽ cũng đã hiểu được cảm giác của mình ngay khi nhìn thấy hai em loa này. Điểm đầu tiên mà mình cực kỳ thích ở hai chiếc Revo và Revo Plus này chính là thiết kế và mức độ hoàn thiện cao cấp của nó. Chúng có thiết kế hình trụ tròn xoay và vỏ loa được làm bằng nhôm nguyên khối. Trên thân loa còn có lưới nhôm thông khí với các lỗ nhỏ giúp âm thanh phát ra. Ở ngoài kích thước thì điểm khác biệt lớn nhất của hai chiếc loa này chính là phần quai sách cứng không thể nào tháo rời ở phía trên của Revo Plus, còn chiếc Revo thì không. Với thiết kế của Revo Plus này là mình liên tưởng ngay đến kiểu dáng của những chiếc đèn ngày xưa. Thay vì ánh sáng, những chiếc đèn lồng này sẽ phát ra âm nhạc làm mê hoặc lòng người. Tuy được trang bị lớp vỏ ngoài bằng kim loại nhưng mà không vì vậy khối lượng của em nó nặng hơn so với các đàn anh trong gia đình Bose đâu nhá. Với trọng lượng chỉ 0,66kg cho bản Revo và 0,9kg cho bản Revo Plus, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng mang theo em nó khi đi ra ngoài đúng không nào? Bose Revo và Revo Plus còn cho thời gian nghe nhạc lần lượt là 12 giờ và 16 giờ. Nó là quá ổn cho một em loa di động gọn nhẹ thế này. Các nút điều khiển được bố trí gọn gàng ở bề mặt cao su phía trên của loa. Các nút này thì bao gồm nút nguồn, nút Bluetooth, hai nút tăng giảm âm lượng, nút đa chức năng và nút ghép nối với loa Bluetooth khác. Cùng với đó là hệ thống bóng đèn LED báo hiệu tình trạng hoạt động. Nói sơ qua về phần đệm cao su mà mình cũng cực kỳ ưa thích. Nút bấm thì êm mềm mềm, mà nếu có lỡ ấn mạnh vào bằng móng tay thì chỉ cần vuốt nhẹ lại là sẽ như mới. Phía dưới của loa có hai khe cắm, một là cổng AUX 3.5mm cho phép bạn chơi nhạc qua dây và một khe micro USB để sạc hay là update firmware. Về phần đế của chiếc loa, chúng ta có một lỗ kết nối để người dùng có thể gắn vào monopod hay là tripod máy ảnh, phù hợp để phát nhạc trong những buổi tiệc ngoài trời hay là giữa khán phòng. Ngoài ra thì nó còn có thêm chân đồng để thêm đế sạc và giúp bạn có thể sạc pin cho loa mà không cần thông qua cổng micro ở trên. Tuy vậy, chiếc sạc này chỉ bán riêng chứ không phải là một phụ kiện đi kèm trong bộ sản phẩm. Và với mức giá khoảng 800.000 đồng cho chiếc đế này thì mình cảm thấy thực sự không cần thiết. Về tính năng của sản phẩm thì loa Bosolink Revo tích hợp mic thoại hỗ trợ người nghe gọi rảnh tay, không cần động đến điện thoại. Micro cũng sẽ hỗ trợ thao tác điều khiển thông qua công cụ trợ lý Siri hoặc là Google Assistant. Tuy nhiên, sau khi bấm vào nút gọi trợ lý ảo và ra lệnh xong, loa không tự trở về trạng thái đang phát nhạc mà buộc mình phải bấm thêm một cái nữa, khiến mình thực sự bực bội. Và theo mình, chức năng này người dùng Việt Nam cũng không thật sự hữu dụng khi mà chỉ dùng tiếng Anh. Còn nếu bạn có thể nói tiếng Anh rồi thì quá là tuyệt vời. Bosolink Revo là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm trải nghiệm nghe 360 độ thực sự. Tuy vậy, vấn đề lớn nhất là Revo thiếu chống bụi và chống thấm. Em nó chỉ có tiêu chuẩn chống nước là IPX4, điều đó có nghĩa là nó không phải loa mà bạn muốn mang theo khi đi biển. Ứng dụng Bose Connect cho phép bạn truy cập dễ dàng vào mọi tính năng của sản phẩm. Chế độ Party để phát hai loa không dây cùng một lúc, hoặc là chuyển sang chế độ Stereo dành cho loa trái và phải chuyên dụng, mang lại cho bạn trải nghiệm âm thanh vòm động và toàn giải. Nhân tiện đây thì mình cũng muốn chỉ cho các bạn một mẹo để kết nối nhanh hai loa Bluetooth với nhau mà không cần thông qua app Bose Connect. Bạn chỉ việc ấn giữ đồng thời nút Bluetooth và nút tăng âm lượng loa đầu tiên cho đến khi loa nó phát ra tiếng nói thì ta chuyển sang ấn giữ Bluetooth và giảm âm lượng trên loa còn lại cho đến khi kết nối được. Về mặt âm thanh thì bên trong hai chiếc loa di động cao cấp này được đóng gói khá nhiều công nghệ hơn so với vẻ ngoài. Bộ chuyển đổi hiệu quả cao cho âm thanh đầy đủ, bộ tản âm thụ động kép cho mức âm thấp sâu nhưng mà không có rung động không mong muốn. Một đòn bẩy áp lực để loại bỏ bất kỳ tiếng ồn không hoàn hảo và giữ cho âm thanh chân chu hơn bao giờ hết. Và một bộ điều hướng âm thanh đa hướng làm cho âm thanh lan tỏa khắp căn nhà bạn. Tất cả đã tạo nên một đột phá về chất lượng âm thanh, đem đến cho bạn trong một thế giới âm thanh trong tầm tay với chất âm thực sự chân thật nhất. Đây là một tính năng mình rất thích. Với âm thanh được nghe giống nhau từ nhiều vị trí xung quanh loa, cho phép nhiều người dùng có thể quây quần và thưởng thức âm thanh cùng nhau. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn thưởng thức âm thanh từ hai con loa này nhé. Các bạn hãy đeo tai nghe vào để có được trải nghiệm âm thanh tốt nhất.
rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối đá, vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về hai em loa Revo và Revo Plus này. Ở đây thực sự là một trong những chiếc loa Bluetooth sử dụng công nghệ 360 độ tối tân cùng thiết kế tinh tế hiện đại nhất hiện nay. Mặc dù vậy, với giá bán tới 5 triệu rưỡi cho bản thường và 8 triệu cho bản Plus thì nó cũng là một hạn chế của sản phẩm so với nhiều dòng loa khác trên thị trường. Hy vọng tới đây thì Bose sẽ đưa người dùng những sản phẩm chất lượng cùng giá bán ưu đãi hơn. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì hãy ấn ngay xuống phần link bên dưới mình để dưới phần mô tả. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại một like và một subscribe ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!